Thị trường bất động sản đang thu hút sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong niềm vui chứng kiến sự phục hồi, vẫn có những băn khoăn liệu rằng sự nóng lên của thị trường có dẫn đến những nguy cơ tái hình thành bong bóng. Quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông, tình hình bất động sản trong 6 tháng đầu năm nay có những chuyển biến rất tích cực. Theo thống kê thì trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh đổ vào nhiều nhất vào lĩnh vực bất động sản. Như vậy thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt. Tuy nhiên cũng không phải là không đặt ra vấn đề là liệu cái nguy cơ hình thành bong bóng có thể tái diễn hay không ạ? Chúng tôi có một cái niềm tin rất vững chắc là chính phủ không bao giờ để cho thị trường bất động sản là quay trở lại cái thời kỳ bong bóng ảo của năm 2007. Vừa rồi chính phủ về mặt điều chỉnh, điều tiết vĩ mô đó, đã giữ được sự ổn định cơ bản của nền kinh tế và đã kiềm chế, kiểm soát được lạm phát. Cái mà chúng tôi mong muốn đó là sự kích cầu của chính phủ để có thể làm gia tăng cái nhu cầu trên thị trường, để làm tăng cái nguồn cung hàng hóa trên thị trường, thì điều đó sẽ giúp để cho cân bằng cái cung cầu trên thị trường, và như vậy nó sẽ giúp cho thị trường bất động sản là phát triển một cách lành mạnh, ổn định và bền vững. Ông cũng từng chia sẻ với chúng tôi rằng việc can thiệp của nhà nước đối với sự phát triển của bất động sản là cần thiết, tuy nhiên tránh áp dụng những biện pháp hành chính mang tính chất bóp nghẹt và có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Vậy ông có thể đề xuất một số biện pháp cụ thể và hợp lý được không ạ? Năm 2011 trở về sau này, thì cái hoạt động của ngân hàng nhà nước là có những cái điều hành rất là tốt. Và cái điều hành này nó vừa là phù hợp với thị trường, mà nó vừa là có một cái hệ thống các cái phương pháp để có thể kiểm soát được thị trường, là dùng các cái đòn bẩy kinh tế để điều chỉnh nền kinh tế. Để cái kinh nghiệm của mình thì chắc chắn chính phủ sẽ điều hành nền kinh tế, điều hành thị trường bất động sản theo hướng không để tái lập cái tình trạng bong bóng bất động sản xảy ra. Nhưng mà nếu tình trạng bong bóng bất động sản xảy ra thì cái giải pháp tốt nhất là giải pháp kinh tế, không nên là dùng một cái biện pháp hành chính. Chúng tôi thấy ở các nước là họ điều hành trước hết là các cái biện pháp về thuế. Chẳng hạn như là ở Trung Quốc, người ta sẽ đánh thuế rất cao đối với các cái bất động sản mà chuyển nhượng ngay trong năm đầu tiên. Và các cái biện pháp của chính phủ người ta ban hành như thế nào không biết, theo cái quy định pháp luật của người ta, nhưng mà rất nhanh chứ không chậm như ở Việt Nam chúng ta. Đó. Cái thứ hai nữa đó là chúng tôi thấy rằng ở các nước đều sử dụng cái công cụ quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch. Bởi vì đây là cái công cụ rất lớn của nhà nước. Hiện nay là trong luật đất đai của chúng ta cũng đã quan tâm vấn đề này. Tức là hiện nay việc mỗi năm đưa ra bao nhiêu đất để phục vụ nền kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản, là phải được tính toán. Chứ không phải là doanh nghiệp muốn xin bao nhiêu là cấp bấy nhiêu. Muốn xin ở bất cứ địa bàn nào cũng cấp, mà đều phải nằm trong kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Ngay lúc này đây, khi mà vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về việc là thị trường bất động sản liệu đã qua khỏi đáy hay chưa, thì theo ông liệu đã cần thiết phải áp dụng những biện pháp này hay chưa? Thị trường bất động sản của Thành phố Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu hồi phục. Đây là một điều đáng mừng. Và cái hồi phục này còn thấp lắm. Mà chúng tôi nói rằng đây là một cái sự hồi phục từng chút một. Cái sự hồi phục này nó đang nằm trong một cái xu thế hồi phục lành mạnh. Chứ sự hồi phục này chưa dẫn tới nguy cơ bong bóng của thị trường bất động sản. Bởi vì tại sao mà chúng tôi nhận xét như thế? Bởi vì chúng tôi thấy rằng hiện nay gần như là vắng bóng các nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp trên thị trường bất động sản. Hiện nay đây là thị trường của những người tiêu dùng mua để sử dụng, mua để kinh doanh, mua để có thể làm tài sản để dành. Nhưng mà chưa phải là cái giai đoạn thị trường mua đi bán lại. Cho nên lúc này cái nguy cơ bong bóng đối với thị trường bất động sản là chưa xuất hiện. Kể cả trên phân khúc thị trường bất động sản cao cấp hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh ở một số dự án vẫn bán được, bán tốt. Nhưng mà cũng chúng tôi quan sát thấy rằng cũng chủ yếu là của người tiêu dùng, chứ không phải là của nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp. Cho nên chúng tôi thấy hiện nay chưa cần thiết phải áp dụng bất cứ một cái biện pháp hành chính hoặc một cái giải pháp gì về mặt kinh tế để hạn chế cái hoạt động đầu tư kinh doanh trên thị trường bất động sản hiện nay. Mà lúc này là lúc mà nhà nước cần phải có chính sách kích cầu tiêu dùng,
Đặc biệt là đối với cái phân khúc nhà ở bình dân. Dạ, xin cảm ơn ông.